Xin chào buổi sáng, chào tất cả Alex. Hôm nay ngày 10, ngày 24 tháng 4 năm 2024, với tựa đề Khóc Khinh Nu Đề Mì mì đây ha. Nó làm bằng cách nào và như thế nào thì hãy nói tiếp diễn biến của mình như thế nào trong cái giai đoạn tiếp. Việc đầu tiên, bạn nhìn thấy đây là một nồi nước ha. Trong đây mình cũng đã bỏ muối vào và mình để cái nồi cho nó lên đây, lên bếp. Và chúng ta bắt nước nấu món mì này. Rồi, chúng ta nấu món mì này phải chờ cho nó nước sôi, nói chung là phải chờ cho nó nước nó sôi một tí xíu. Ha, dùng cái nắp sạch sẽ như thế này chúng ta đậy vào đây chờ cho nó sôi, rồi sau đó chúng ta sẽ cho cái mì này. Mì này bằng Ý nha, Italy, Italy. Trong thời gian chờ đợi cái nước cái sôi này thì chúng ta dùng thau này. Hôm nay ăn với lại thịt gà. Chưa được. Khó khăn. To quá bạn. Bây giờ nó to quá, chiên nó lâu quá. Chúng ta cũng phải dùng cái thớt này sắc nhuyễn, sắc làm hai hoặc làm ba nó ra ha. Rồi bây giờ chúng ta thì hành chúng ta thi hành trước khi để cái này cho nó ngon cơm, chúng ta cào một sơ một cái. Để bên ấy rửa sơ nó một cái đi, xả nước. Lau khô nó ra. Rồi, chúng ta cắt nhuyễn nó ra. Tại sao chúng ta phải cắt mỏng ra? Để chúng ta ướp, chút chúng ta ướp nó thấm vào cái thịt này nè. Đấy, cắt nhuyễn ra.
cắt làm đôi, chúng ta cắt làm đôi thôi, chút chiên nó teo lại rồi. Đời không có vui khi người yêu đã đến tuổi không còn gì để chỉ còn không còn gì để mà nó hôi hổi. Đời thật là buồn thui thui, không còn gì an ủi thì không còn gì để chúng ta phải cắt cho nó nhuyễn ra. Rồi chúng ta như thế này, chúng ta ướp đó. Đây. Đó, đó, đó. Một ngày nào em không còn, em không còn nữa thì đời sẽ mất đi một bó hoa tươi. Đúng không ạ? Rồi bắt đầu chúng ta để vào đây trở lại và rồi. Sau khi xong chúng ta để này xuống đây. Cái này bắt đầu chúng ta cũng ướp. Ướp để một tí xíu. Trong đó nó có cái gì? À. Dùng cái muỗng nhỏ này. Nếm thử coi nó sao sao. Mình phải nếm cái nhiều khi đầu óc mình quên nữa à. À, muối nha. Nếu mà nhớ nó như thế này thôi, chúng ta thêm một muỗng rưỡi muối đi. Rồi. Muỗng muối. Tại thịt này nó nhiều lắm mà. Cho nên chúng ta cho nửa muỗng cà phê. Bột ngọt đi. Đó. Rồi bột ngọt. Chúng ta to một cái tiêu. Nửa muỗng tiêu. Và chúng ta tỏi. Cho nó nhanh một tí xíu à. Nửa muỗng tỏi. Tỏi bổ tim. Tiêu thơm. Bột ngọt. Ngon miệng. Rồi. Sau khi chúng ta ướp xong thì bắt đầu chúng ta trộn nó lên. Cho nó thấm. Hỡi cô thấm ơi, đi đâu mà vội mà vàng, đến đây để
tôi tô một cái cho nó thấm tới xương. À. Bây giờ em đã nằm trong thau thì anh sẽ xào, sẽ làm cho em chao đảo. À, đã sung sướng cuộc đời. Giờ em anh sẽ làm cho em nó chảo qua chảo lại, thì lúc đó em mới cởi quần áo. Sao mà nó sướng gì rồi. Chúng ta tạm thời ở đây tí xíu. Wow. Bây giờ nước đã sôi. Đúng hãy dùng con dao chọt nó ra. Ha. Wow. Nước đã sôi. Chúng ta chỗ này để vào đây để à. Để góc này chúng ta chắc nước dao bờ à, dùng cái này chúng ta rửa xưa đây sơn cái à. Cẩn thận nha, củi lửa nha, chỗ này là củi lửa cho nên chúng ta nên cẩn thận một tí xíu ạ. Không là không còn nhìn thấy cái clip của mình nữa. Tay phỏng cái là nước nó sôi lên. Cẩn thận củi lửa chỗ này. À. Rồi, cho nó mềm phải phải canh á. Tại nước sôi lên rồi bắt đầu cái này nó mềm, nó sợ cứng nè. À, nó sợ cứng nha, chúng ta phải đảo liên tục hả, chúng ta phải đảo liên tục nha, bốc hơi nóng quá bạn. Bây giờ cái này nó cục quá, chúng ta dùng cái gì cho nó dài dài tí xíu, chẳng hạn đôi đũa, nó nóng cái tay quá rất là nguy hiểm, lát là bị phong á ha. Chúng ta phải đánh nhuyễn nó ra, đừng có để cho nó dính cục, lát nó dính cục là không ăn không có ngon. Quên. Bật. Bật cái miếng khói. Khói quá. Người em như gió mưa bay. Thì đời em bay nhảy, đời em mưa bay nhảy, đời em mưa bay nhảy, thì anh đây đâu có dám. Có dám cái gì à, đời anh bay nhảy thì làm sao anh đủ cho em, làm sao anh đủ cho em, xin trả lời tiếp nha các bạn, nhiều khi nó bị kẹt đấy chỗ này. Bạn nào hay thì trả lời nha, bạn nào hay trả lời khúc này, bạn nào hay trả lời khúc này, bạn nào hay trả lời khúc này, mình bị kẹt á,
bị kẹt ngay chỗ này. La 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 la. Ông anh đợi mình tí xíu à. À, có khách đến thăm bạn cho nên nó hơi bị keo, mình cũng ra mở cửa tí xíu. À, giờ xong rồi. À, đời đời cũng nhiều lúc cũng chạy tới chạy lui cho nó cái gì quên mục tiêu. La 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 la. Ơi đang nhả bạn thấy chưa? Chúng ta đợi thêm tí xíu nữa. Giờ chúng ta thử coi nó làm sao. Cái cọng mì nó chín chưa? À, chưa. Phải chờ thôi. Trong khi chờ đợi thôi, mình phải cố gắng làm này cho nó chín được, chứ không có thể làm chuyện khác được bạn. Nếu mà làm chuyện khác, một là nó nhão, mì nó nhão rồi nó dính cục, ăn không có ngon. Cho nên chúng ta phải đợi tí xíu cho nó chín đi. Nó chín rồi chúng ta làm việc khác là nó hay nhất, chứ đang làm cái này nhảy qua khác không có được. Tại vì đây là quan trọng nhất, cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất. Không có em thì ngày mai anh đi xa. Vì em không có ở nhà. Không có em ngày mai mình sẽ đi xa. Vì không có em ở nhà. Chưa? Đợi một tí xíu, mình phải nhẫn nại, nói chung là phải nhẫn nại một tí xíu à. Alo, nhẫn nại một tí xíu bạn. Rồi chúng ta ăn nó mới ngon. La 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 la. À, ăn nó mới ngon được, nó rời ra thì chút mới ngon được, một chút là mình chỉ dẫn. Ồ còn cứng quá. À, trong khi còn cứng quá thì mình cũng đảo cái này sơ cái cho nó ngon, hiểu không? Đảo sơ qua đó, mình đảo cái này lại vòng nữa, hiểu không? Đảo lại vòng nữa thì đời nó thấm vô. Thấm nữa. Đảo lại vòng nữa. Để cho nó thấm. Đây là cái này cũng quan trọng mà cái này cũng quan trọng. Hai cái là quan trọng. Còn mấy kia là tạm thôi. Tạm hai này thứ này là quan trọng rồi, thử lại coi nó ra sao. Gừng tới rồi bạn, gừng tới. Nó gừng tới, chờ một tí xíu nữa là ok. Đảo, mình phải đảo, đừng có để cho nó dính cục.
Em đừng buồn vì anh không có bánh ngọt. Quên chứ quên, không phải vậy đâu. Em đừng buồn vì anh không có những từ để như bánh ngọt. Đúng rồi, đúng rồi. Người đàn ông sẽ sống như biển mênh mông. Người đàn ông nhiều lúc cũng phải nhiều chờ tí xíu nữa rồi. Trong khi chờ tí xíu nữa mình hạ bếp xuống à. Rồi hạ bếp xuống cho khói khói lửa nó bớt bay rồi đó. Nó bay bớt đi thì thời gian này mình chịu khó chà dùng cái bếp cho bà xã đỡ buồn. Thì chà cái thớt này đi để một chút mình làm việc khác. Chưa? Rồi dao này nữa. Rồi xong bắt đầu mình chờ tí xíu nữa đây mà chờ khoảng 5 đến 10 phút nữa là nó đã chín rồi, nó đã chín rồi. Lâu lâu mình đảo sơ nó thôi chứ thực chất nó chín mình muốn thêm tí xíu nữa cho hương vị nó ngọt ngào mà thì mình phải để thêm tí xíu nữa rồi mới tính. Ở đây qua đây cái đó là riêng qua đây rồi tay mới đọc liền rồi. Cái này là cối hay là thớt hay là quên cối chúng ta dùng đậu phộng. Bây giờ thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ làm cái này ha. Đậu phộng này chúng ta, nhiều khi đây là nó cục thiệt nhưng mà đâm nhuyễn nữa ra chúng ta phải đâm nhuyễn chút làm gì mình sẽ chỉ dẫn. Bây giờ đâm nó sơ cái đi đâm nó sơ cái đâm em một nhát thì đời em tan nát nè thấy không. Đâm em một nhát thì đời em nó tan nát rồi sau đó anh rưới trên rồi đã ha. Bạn nhìn chưa đấy thấy gì không xong để dành tại đây tạm tạm tại đây rồi trong thời gian này. Nó cũng hơi nhiều, cái thịt này hơi bị nhiều quá bạn. Thì chúng ta bây giờ
Để này sang bên cho nó ráo cái đây ha. Mình thử lại lần nữa cái này nó ok chưa, để rồi mình làm cho nó nước. Quá tuyệt vời các bạn, nó vừa mặn. Và sau đây là cái gì? Sau đây là cái gì? Sau đây là gì? Chúng ta dùng cái đổ này à. Chỗ này để tí xíu cho tắm, dùng cái chỗ này để đây. Bắt đầu chúng ta đổ nó ra à, đổ nó ra. Nóng quá đi, trời ơi là nóng quá đây, bạn thấy không? Nó không có dính, chúng ta đảo đảo mơ đảo ấy đó thì nó không có dính cái son này. Chúng ta sau đó rửa đồ nó cũng nhẹ nhàng, nó không có dính cái son, thấy không? À, bây giờ chúng ta tắt bếp tí xíu đi. Đó, không dính cái son rồi. Bây giờ chúng ta xả nước lạnh ha, xả nước lạnh tí xíu nó mát cái này. Nóng quá. Chúng ta xả nước lạnh. Lạnh quá em ơi, làm sao trời. Rồi. Chúng ta đợi một tí xíu cho nó ráo nước. À. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? À, lau tay một cái cho nó sướng ngay kìa. Nè. Rồi. Bây giờ tới giai đoạn 2. Đây là mới giai đoạn tuyệt vời. À, giai đoạn này là giai đoạn tuyệt vời. Chúng ta dùng cái chảo. Cái chảo nào cho nó bát thì nó thích hợp. À, vô. Cái chảo này cho nó thích hợp. Chúng ta để chảo mọi việc xong xuôi ha. Bây giờ chúng ta hãy chiên, mà chiếc chiên rồi đổ miếng dầu vào cho nó nóng lên. Rồi giờ chúng ta cho nó nóng lên nha, tăng tốc độ lên. Rồi bắt đầu chúng ta làm. À, cái này cũng không lơ là nha bạn, không lơ là trong cái vấn đề này. Phải dầu nó nóng lên, chúng ta phải chiên còn ấy là bốc khói rồi các kiểu trong khi chờ đợi. Chúng ta cũng chuẩn bị cho mình một cái dĩa thật đẹp cái đi. À, để làm gì?
khi chúng ta chiên xong thì bỏ vào dĩa liền. Hình như là nó thiếu cái gì á, hình như có miếng đường nó hơi bị thiếu các bạn. Mới nãy mình quên cho đường. Ồ, cho đường, đường làm cho em ngọt, rồi cho em cái gì, sẽ cho em bánh ngọt. Ơi, thử lửa cái coi, chúng ta thử lửa cái coi nó nóng chưa. Chúng ta muốn miếng bự bỏ vô, chúng ta thử lửa cái bằng đó, sôi rồi đó ha. Làm cái gì? Bây giờ chúng ta hãy để đây. Ồ, quá nóng, chúng ta phải cho tí xíu xuống. Anh lên bên em rồi, phải chân cẩn thận nha, đừng có cho củi lửa quá nó cháy ha. Củi lửa quá thì nó cháy thì đời em nó nám luôn. nó cháy thì phải nám giờ bạn ơi, đừng để cho nó cháy. Rồi, nhẹ nhàng một tí xíu nữa. Rồi, như vậy là được. Bây giờ bắt lửa lên. Đang bốc lửa đó bạn, cái này đang bốc lửa, phải khói khói quá cho nên khói quá, cho nên chúng ta cũng phải cho nó lên. Rồi, chờ đợi tí xíu. Được, bốc lửa số 6 thôi, số 6 là riu riu là được rồi ha. Số 6 thôi là riu riu là được rồi. Đây đây, trong khi làm xong bây giờ cái này nó tóc kèn rồi bạn, thì sao mì này sao? Bạn dùng cái thao này nè, thao này để dành nấu, thao này dùng cái thao này giao bờ cái chiếu này, lâu ngày nhiều khi cũng bụi không à. Lao sơ đấy rồi, sạch sẽ rồi ha. Chúng ta đổ cái này vào đây. Tại làm sao vậy, tại làm sao ha, đổ đầu đây rồi á, bắt đầu chúng ta dùng ô ly này ha, dùng cái ô ly này, cái dầu nào cũng được nhưng mà ô ly cho nó natu đi, cho nó vào đây để làm sao, để làm lát nó cái cọng mì nó khỏi dính. Rồi, để con mì nó khỏi dính rồi.
thì chúng ta cũng trộn lên. Trộn lên, chúng ta trộn lên cho nó đều. Chúng ta trộn lên cho nó đều à. Chào đảo sẽ ngon đời, để mình hát cho các bạn đang theo dõi nghe ha. Một khúc nhạc trong khi mình làm cái này. Rừng lá xanh xanh ru mòn đường đi, tròn kịp yêu em đến tuổi già. Rồi xong rồi đó các bạn, xin để qua một bên nha, xin để qua một bên. Bây giờ mình xem thử cái miếng thịt này nó như thế nào. Chở ngược nó lại. Chở ngược nó lại à. À, trong khi chở ngược cái lại thì mình cũng được thêm miếng bỏ vào nữa. Rồi, 4 miếng thôi. Còn này để ngày mai. Ăn có 2 người thôi, để ngày mai. Rồi, hoặc là chiều nay mỗi người 2 miếng là đủ, 4 miếng. Còn này chiều mai kinh tế, chiều mai hay là chiều nay thì cũng hay hay. Gì rồi làm sao nữa trong cái thời gian này nè. Rửa cái này đi, cà rốt ha, chúng ta bào sơ nó một cái. Bào sơ nó một cái rồi. Bào sơ nó một cái. Đừng nói chi thêm. Bào sơ đó một cái cho nó sạch sẽ bên ngoài, rồi sau đó mình ăn, đúng không? Cho nó ngon, nó rồi. Rồi chúng ta dùng cái dao này nè, cắt phân nửa đi, đâu có nhiều đâu. Đấy, vô đây, để vô đây. Còn củ hành này bạn, củ hành này chúng ta cũng cắt cái gốc rễ đi. À, rồi để ở đây chúng ta chút rửa. Đấy, trong khi chờ đợi thì mình cũng xem lực cái này nó chờ nó cháy bạn. Nó cháy lên thì đời nó không có hạnh vui nhé. Rồi bây giờ mình lấy thêm cái dĩa đẹp nữa đi, chỉ đẹp cái này.
phải tính để mình làm cái gì. Để đây nè, bây giờ dọn dẹp chỗ này nó, trong khi mình dọn dẹp chỗ này cái nha. Dọn dẹp chỗ này một cái cho nó thơm. Dọn dẹp chỗ này cái cho nó thơm ấy. Thời gian chưa nó chưa đó. Thì mình dọn dẹp chỗ này cái đi, để nó thấy nó không có đẹp mấy. Dạ. Một cái nữa. Cái nữa đi. Cho nó sơn chỗ này cái đi. Nó sơn chỗ này cái. Dọn dẹp cho nó sơn chỗ này cái. Rồi cái này để mọi việc từ từ tính cho nó gọn bớt. Cái này xong xuôi để qua một bên. Nói chung cái nào thì cho nó gọn cái đó. Thằng chú bên mình có cái khoảng trống để mình làm việc khác. Cái này cũng xong xuôi để qua một bên. Cái này đáng lẽ mình cầm cái thịt nhưng mà quên rồi. Nhưng mà không sao bạn. Thịt gà thì nó cũng mềm. Không sao, không sao. Rồi cái này thì chút để rửa. Rồi nó chống bớt rồi đó. Bạn thấy chống bớt rồi đó. Chống bớt rồi đó bạn. Chống bớt rồi đó bạn. Thời gian này là chống bớt là gần tới rồi. Gần tới cái miệng. Gần tới cái miệng rồi. Gần tới cái miệng. Gần tới cái miệng thì nó kẹt. Gần tới cái miệng là nó kẹt. Nó kẹt ra. Gần tới cái miệng thì là nó kẹt. Chưa có đường tháo gỡ. Rồi. Sáng mưa đêm buồn có lòng người thương. Rồi dùng cái thớt này lại. Giờ mình dùng cái thớt này lại để làm gì? Mình bào vài miếng này. Cái này ăn sống cũng được mà luộc cũng được, thôi rửa sơ sơ các bạn. Rửa cái này sơ sơ đấy. Rửa em sạch sẽ sau đó anh cho em để. Rửa em sạch sẽ sao cho đó rồi cho em đi vào, sau đó cho em vào buồng để anh khỏe. Chúng ta cắt cái đàn nha. Với món này á, mì xào là thịt chiên này á. Chúng ta cái hành này chúng ta hãy nhuyễn nó ra. Cắt nhuyễn ra bạn. Nhuyễn là nhỏ đó, nhuyễn. Thấy không? Chúng ta đưa nó vào đây. Đưa nó vào đấy. Để rồi chúng ta. Rồi cái dưa này á, chúng ta cắt nhỏ ra.
chút chúng nó trộn với nó mới đều được. Sắc nêm cho đời tôi phải nhuyễn nha, cái này phải nhuyễn, chú ăn phải nhuyễn nha. Ừ. Cẩn thận dao bén lắm bạn. Ừ. Đừng nói chi thêm cho đời em khổ thêm. Đừng nói chi thêm cho đời em khổ thêm. Rồi chúng ta bỏ vào đây ha. Ủa, nóng dữ rồi, sôi dữ rồi, bạn thấy nghe nó sôi dữ không ạ? À? Sôi khủng khiếp thiệt. Bây giờ chúng ta chở nó ra rồi để coi chừng nó cháy ngặt nghèo lắm đấy, thấy không? Để mình làm cái này mình làm cái kia nữa cháy mẹ không đẹp, ăn không có ngon. À hơi bị nóng à. Sáu thôi bạn. Bây giờ mình thử đi. Cái màu này nó còn trắng trắng này. Nhưng mà biết không biết sao, nhưng mà nó chín chưa biết, là mình thử nó như thế nào ạ. À? Nó đến đâu thử nha, để thử coi nếu mà chín ok. Nó hơi lạc mình để dứa, nhưng mà không sao, mình giúp qua chúng ta còn còn ăn xì dầu á. Ừ. Nó vừa ăn nó làm gì ok rồi, chín rồi, nó chín rồi, chúng ta tắt lửa. Chín rồi bạn, tắt lửa. Trong bắt đầu chúng ta còn cái củ này quan trọng, củ này mới quan trọng ha. Bào thôi, chúng ta là bào chẳng qua là chút cho nó xôm tụ à, chúng ta bào cho nó đi. Bào đây cho nó chí xíu cho nó có màu, rồi chúng ta ăn cho nó ngon, nó mềm, đâu có cần phải nhiều đâu, chỉ xíu. Ê... bào làm sao cho nó sạch máu. Đời nhiều lúc vui cho đời nó đừng có khổ quá, hiểu không? Bạn bạn coi cái phim của tôi nhiều lúc bạn buồn, bạn cũng trở thành là người hâm mộ. Nhiều khi suy nghĩ nhiều quá, bạn suy nghĩ nhiều quá rồi.
Suy nghĩ điều đó. Giờ coi phim tôi, nhớ coi phim tôi đều đều nha. Mỗi ngày tôi làm cái clip lên ủng hộ mình, ủng hộ mình để đạt được, ủng hộ mình, nhớ ủng hộ mình để mình có kinh phí mua những món ăn ngon vật lạ truyền đến cho các bạn xem. Ủng hộ mình để mình có tiền, có subscribe, rồi sau đó mình sẽ mua món ngon vật lạ, không những mình ăn mà bạn cũng có cảm nhận được chảy nước miếng. Vui thôi à. Nhiều lúc mình làm á buồn quá rồi, như đây là đủ nè. Anh thấy gì ha? Một dĩa trong đây nó có màu vàng nè, màu trắng nè, những gì cũng đủ rồi. Bây giờ sao? Để mình xem đồng hồ nó sao ấy. Rồi bắt đầu. Bạn xem mình sẽ làm như thế nào. Ok. Quay qua đây tí xíu đi cho nó đẹp đẹp đi. Rồi. Bây giờ khói hết rồi bạn. Chúng ta tắt. Rồi. Sau những cái giờ phút căng thẳng thì mình cũng đã làm một món. Đó là gì? Món mì. Ăn với đùi gà chiên, trong đó có rau và có đậu phộng. Nó xây dựng bằng cách nào thì xem mình tiếp tục ha. Nhớ theo dõi đến đoạn cuối. Sau khi chiên xong rồi bạn, 4 miếng để lên thớt ha. Chúng ta để lên thớt rồi. Rồi chúng ta cắt nhuyễn ra ha. Cắt nhuyễn cho nó dễ ăn bạn, chứ để cục thì cũng được nhưng mà nó xấu lắm. Chúng ta cắt nhuyễn là nóng quá, đừng có dùng tay, đang nóng đừng có dùng tay, thịt phải nó mềm ha. Nó mềm giống như em, anh thấy anh thèm. Nó mềm giống như em, anh thấy là anh thèm. Đời sao nhiều lúc cũng vui vui, trong những lúc này nhiều lúc vui là điều hạnh phúc quá. Rồi nè, anh nhìn thấy chưa, bây giờ nó như thế này đây rồi ha. Bắt đầu chúng ta làm cái gì? Xây dựng nó lên, xây dựng nó lên cho một cái dĩa đẹp, dĩa thật đẹp.
Rồi mời bạn cùng ăn lên mình. À, bây giờ mì này để nãy giờ rồi khô rồi, chúng ta hãy để vào đây một cái thê là ha, bạn thấy không, nó có gãy không, mì không có gãy nè, và nó bung ra nè, thấy không? Cho miếng dầu vô hả, bạn thấy không? Chúc bạn ăn bận. À, Italy á, không phải China nha. Sao nữa? À, văn văn ra. Rồi, à, mình làm dĩa nữa. Cho hai dĩa. Ha. Hai dĩa cho nó đẹp đi. Cho người yêu dĩa. Người yêu đang ngủ mình kệ nó, làm phước. Mình làm phước, người yêu đang ngủ mình làm phước cho người yêu cũng được, không sao, đó là hạnh phúc mà. Đó là hạnh phúc của đời mình. Đó. Bạn thấy chưa, mì nó không có dính cục lại, và nó như thế này á thì là bắt đầu những cái gia vị. Đáng lẽ mình làm trước, hiểu không, làm trước nước tương tỏi với cho nó ngon, nhưng mà cũng không sao. À, đây có nước tương, cái này dùng nước tương rồi. Cái gì nữa? Bắt đầu em sẽ cho em thêm ha. Rồi chúng ta cho thịt vào đây ha, thịt nè, xếp vào đây. À, đưa nó ra mỏng mỏng tí xíu, chia đôi nữa đó. Quá tuyệt vời đúng không? Ừ. Rồi còn lại nhiêu đây, cho người yêu để người yêu sẽ hiểu. Ừ. Cho người yêu coi rồi người yêu sẽ hiểu. Rồi đẹp mắt rồi, các bạn hơi cực một tí xíu nhưng mà dáng bây giờ sao, cái này chúng ta trộn lên không? Trộn lên cho nó đẹp, nó có cái này nó có cái kia, phân nửa này phân nửa kia. À, chúng ta đổ vào đây. Và còn lại thì dồn hết vào bên đây. Ha. Mình không phải là tiệm nhà hàng nhưng mà cũng tạm tạm cho một buổi trưa hôm nay nó như thế này ha. Và sau sau cùng là cái gì, chúng ta dùng muỗng nè, cái đậu phộng này mới đã xong, chúng ta rưới vào đây. À, ăn cho nó thơm, bùi bùi cái miệng. Nhá. Rồi lát nữa là nó xì ra cái chỗ khác. À. Rồi. Còn dĩa thứ hai cho mình.
Đời em không có nhiều đời em chỉ đời em không có đòi nhiều chỉ tí xíu nhưng cũng làm anh nhiễu nhiễu rồi. Bây giờ chỉ còn nước tương các bạn. Qua đây không? Giá trị cái này hiện tại mình mua ở ngoài kia coi như là xe Noigo, cái này cũng là xe Noigo hai cái chị Văn chị Noigo. Và bây giờ xin mời thưởng thức nha, thưởng thức cùng mình xem nó mùi vị rồi nó như thế nào vô cái miệng thử. Bây giờ chưa tới miệng đã chảy nước miếng rồi bạn. Rồi cùng mình thưởng thức xem nó như thế nào. Cái mì nó còn lạc tại mình chưa trộn đều á, nó trộn đều lên ăn rất là ngon. Và bây giờ cũng là đoạn cuối mình xin gửi lời hết tất cả những ai đó trong chúng ta đã theo dõi cái clip này. Nếu cảm thấy bổ ích thì xin cho mình một cái này và đăng ký kênh để theo dõi những cái diễn biến tiếp theo của nó như thế nào. Đó là điều mà mình cảm thấy đáng cơ cảm ơn mọi người và xin chào.